Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây cắt cỏ Maruyama. Mã số của nó là MB326SB các bạn. MB326SB. Cái tình trạng rất là đẹp luôn. Nó đặc biệt nó chạy cây chế hòa khí hai kim ngân bạc. Dòng Maru này chạy chế hòa khí hai kim. Này hàng Nhật Bãi ngân bạc đã qua sử dụng. Nhật Bãi đã qua sử dụng. Đây. Maru dạng mà. Tùm lớn nha các bạn. Tùm lớn. Táp 26. Cái này mình theo yêu cầu của nhiều bạn, mình đã độ một cái tay gà bóp nha các bạn. Này thằng này zin, zin của nó là tay gà dữ. Mình mới độ tay gà bóp cho các bạn nào thích tay gà bóp thì xài tay gà bóp. Tay gà bóp này là mình độ từ máy khác qua các bạn, chứ zin con này là tay gà dữ chứ nó không có tay gà bóp, cho nên mình phải dời cái công tắc nó xuống đây. Nguyên bản nó công tắc trên này các bạn, nguyên bản cái công tắc trên này, mình dời cái công tắc xuống đây. Cái tay gà bóp này nó không có công tắc, tay gà bóp zin bóp rất là đã luôn. Có ghim ga nữa các bạn, ghim ga đây, có ghim ga đây. Ghim ga này để mình ấn định cái độ bóp này nó mạnh, nó lớn nhỏ đó các bạn. Nếu mình kéo hết về đây là bóp nó sẽ lớn hết ga. Kéo về đây bóp nó sẽ trung bình nửa ga. Rất là đẹp. Cùi của nó rất là đã các bạn, rất là mỏi. Bạn nào có thích tùm lớn, bố lớn, chọn con này rất là mạnh mẽ. Lại sở hữu cái bình hai kim, bình này chạy rất là đã các bạn. Để mình test thử máy cho các bạn xem nha. Mình có một cái bình bình xịt của Nhật Bãi nha các bạn. Bình xịt Nhật Bãi. Bình Nhật Bãi. Đã. Mình chưa làm xong. Để mình test thử cho các bạn xem nha. Chạy rất ok. Đầu tiên mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e lên ga.
giúp cho lực các bạn, rất là đã, chưa có sừ cái vật còn tinh âu luôn, không có sừ tí nào hết các bạn. Rồi, cái video mình test máy Maru Yamaha 32 đến đây là tạm dừng rồi các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các video sau. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với mình với số điện thoại là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.